còn nhớ thì cách đây 2 năm Hero Team bọn mình đã tổ chức một cái buổi fan meeting để dành tặng cho tất cả các bạn fan. Và cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi cho mình là: anh ơi, tại sao lâu quá rồi chưa thấy Hero Team làm fan meeting vậy? Thì lần này lại tiếp tục là một fan meeting lần 2 dành cho bạn fan yêu quý nè. Fan meeting lần này Hero Team bọn mình sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Có nghĩa là còn 1 tháng nữa thôi các bạn ơi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi đó. Và sẽ được tổ chức tại nhà hát Hòa Bình tại phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 1 giờ đến 5 giờ chiều nha các bạn nha. Nhớ đến đó xem nha. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, cay quá trời, cay quá trời quá đất luôn á, cay hơn là ăn ớt luôn á trời. Tôi tức mà muốn xóa kênh YouTube luôn á trời ơi. Không, bình tĩnh, có vấn đề gì thì em phải nói làm gì mà kêu cay ớt rồi cay hơn ớt vậy. Trời ơi, em đang rất là cay, rất là tức luôn các bạn ơi. Mấy bạn có biết gì không? Trong cái video lần trước khi mà mình với Camui và Sammy á, bọn mình test những cái quả TNT á, có rất là nhiều những bạn fan vào comment như thế này là chị Camui. Comment bảo là: trời ơi, mấy cái quả TNT mà anh Phong đốt á toàn là TNT cùi bắp, đâu có quả nào mạnh đâu. Cho nên là mình nghe mình tức quá. Có gì đâu mà tức, trời đất ơi, lần trước á tôi thấy bị chị thấy mấy cái quả TNT của gà bè mà có gì đâu đúng không chị? À, ok, được. Chị Nga là tốt lên chị chiến thắng nha, chị không biết gì hết nha. Được rồi. Lần này nó có tôi trong á. Lần này á tôi sẽ cho mấy bạn biết thế nào là một quả TNT mạnh nhất ở trong Minecraft ha. Ở chỗ đằng sau này nè, tôi đã chuẩn bị ở đây là có 9 quả TNT nha các bạn nha. Đây, ở đây có 9 quả TNT nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Và bây giờ á sẽ y như lần trước thôi, mình và Camui và Sammy bọn mình sẽ chọn ra mỗi người 3 quả TNT và sau đó bọn mình sẽ đốt lên để coi TNT của ai là mạnh nhất. Và chắc chắn lần này mấy bạn sẽ biết thế nào là TNT mạnh nhất Minecraft. Rồi thì bây giờ á, trước tiên á, chúng ta sẽ phải chọn TNT trước. Bây giờ nha, tôi sẽ nhường cho Camui với Sammy chọn TNT. Và sau khi mọi người chọn quả nào á, mọi người sẽ lấy quả đó bỏ vào trong cái đường màu của mọi người, hiểu không? Rồi, okay. Rồi bây giờ cho Sammy chọn trước đi. Sammy là con gái nè, mà nhỏ tuổi nhất nè, cho Sam chọn trước. Thì bây giờ tôi sẽ chọn quả này. Quả này nhìn nguy hiểm nè. Quả này nè, rồi ok, chọn mấy quả này đúng không? Ủa rồi còn quả này không lấy hả? Ok rồi. Quả này nhìn bình thường quá à. Đây quả thứ hai nè, nó thấy chưa, quả này nhìn nguy hiểm ý sợ luôn. Rồi quả thứ hai. Quả số 3 là quả địa cầu, em nó nổ banh cái địa cầu luôn đó, quả số 3. Rồi, ok, rồi tới lượt Camui á, Camui chọn quả nào? Tại sao ở chấm này, lần trước Sammy được rất là to nên tôi sẽ lấy cái quả này. Tiếp theo sẽ là cái này đi. Mặc dù màu đen nó rất là huyền bí nhưng mà phía đằng dưới này nó có một cái màu cam nổ nghĩ là rất là to này. Ok, rồi tiếp. Sẽ là cho Camui sẽ để cho Phong cận những cái gì mà nhìn cảm giác là yếu nhất. Camui sẽ lấy cái này. À rồi ok, vậy là bây giờ Camui để cho em ba quả này đúng không? Được. Mấy bạn ơi, mình là con trai cho nên mình nhường con gái, nhưng mà mình không cần biết mình có thắng hay không, quả TNT của mình có nổ to nhất hay không, nhưng mà thôi mình cứ nhường con gái, bạn hiểu không? Đó, đàn ông mình phải ga lăng. Rồi tôi sẽ lấy ba quả này nha. Ok. Rồi. Tôi bỏ vô rương của tôi nè, mọi người bỏ vô rương đi. Rồi. Ok. Thì bây giờ mấy bạn hãy thử đoán thử xem coi liệu rằng là TNT của Phong, TNT của Sam và TNT của Camui, quả nào sẽ là quả nổ to nhất. Thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới ngay bây giờ cho mình biết nha. Mấy bạn đoán là Phong hay là Sam hay là Camui. Nếu mà là Phong á thì mấy bạn hãy comment là Phong cận. Đó. Còn nếu bạn là đoán Sam thì comment là Sammy. Còn nếu như bạn đoán là Camui thì comment là Camui nha. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đốt TNT và phá hủy làng thế nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn đầu tiên nha bạn nha. Thì cái màn đầu tiên này á thì mỗi người trong chúng ta sẽ phải chọn một quả TNT mà mọi người cho là mạnh nhất, sau đó bọn mình sẽ gọi là đốt nó lần lượt, hiểu không? Đây, rồi bây giờ tôi sẽ chọn trước nha. Tôi sẽ chọn quả TNT màu đỏ này đi. Ok, tôi chọn quả này. Rồi Sam chọn quả nào? Trời ơi, nhìn gà bèm, nhìn tôi nè, tôi là tôi chơi cái tôi chơi thật chơi sọp luôn. Đây, quả này okay. Quả màu xanh. Rồi còn Camui chọn quả nào? Còn mui gà. Tôi cũng chọn một quả màu xanh giống Phong đó. Anh em màu đỏ cho Phong. Rồi ok. Rồi ok, vậy là bây giờ á là ba quả này đúng không? Rồi ok, rồi bây giờ nè, từng người sẽ đốt trước nha. Thì bây giờ là Phong đốt trước nha mọi người, được không? Rồi ok, quả ông gà. Ok. Được, bây giờ tôi lấy hộp quạt đây nè. Ok bạn ơi, mấy bạn hãy thử đoán thử xem coi quả TNT của Phong liệu rằng nó có nổ banh được cái làng này không. Bạn nhớ coi mình xuống bên dưới cho Phong biết nha. Không nổ Mui ơi. Ủa Mui con em nè, không nổ nè. Ờ không nổ hả, coi nè. Yếu siêu. Rồi chuẩn bị nè. 1 2 3. Ui. Ui. What the hell? Quả TNT nó biến thành quả TNT siêu to luôn bạn ơi. Wow. Trời. Oh my god.
biết gì không? Nó mới vừa nổ, nó văng mình xa 10 mét. Và sau đó, mấy bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Mấy bạn hãy xem đây. Tèm, 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 tèm. Trời ơi. Nó nổ mà. Nó nổ mà mình nói thật là không còn một ngôi nhà nào ở trong làng Hello Team còn xuất hiện luôn á bạn. Nhìn nè, không còn một ngôi nhà nào luôn. Chị tưởng cái từ cool đấy nó sẽ là nghĩa là lạnh á. Lạnh thì chị nghĩ sẽ là một cái đảo gì đó tuyết tuyết đi ra thôi. Ai ở đâu nó to quá vậy. Trời ơi. Mà mọi người có công nhận không nè. Nó nổ là bây giờ cái ga Minh Hao của bọn mình cũng biến mất luôn rồi nè. Thấy chưa. Như vậy có nghĩa là quả TNT của Phong á có thể phá hủy toàn bộ ngôi làng luôn đó. Trời ơi, vậy là mình thắng chắc rồi các bạn ơi. Để xem coi TNT của Camui với Sammy sẽ như thế nào đây. Chứ mình là mình thấy mình thắng rồi đó. Nó nổ một cái hố to thế này nè. Đây mình bay cao cao cho bạn xem. Đây để mình bay cao cao cho bạn xem nè. Trời ơi. Nó nổ to đùng như thế này luôn nè các bạn. Oh my god. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả TNT tiếp theo là của Sammy nha các bạn nha. Ok, let's go. Yeah yeah yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả TNT của Sammy nha các bạn nha. Thì quả TNT của Sam mình thấy nó nhìn nó cũng khá là nguy hiểm á các bạn. Đây nè. Ok. Cái này dễ là có như kiểu là thiên thạch rơi xuống nha. Đúng rồi, em nhìn giống thiên thạch á. Ok. Ủa, được rồi, cá Mui bây giờ bọn mình bay xa đi. Mui, mình bay xa nè. Rồi, ok. Ok, xuân ơi. Banh sát nha, nè, bây giờ tôi cầm đuốc lên nè, rồi vô là chạy nè. Ủa, không phải hả? Cầm đuốc mà nè. Cầm kế bên mà nội ơi. Ủa, chạy, rồi. Ủa, rồi có chuyện gì xảy ra, thiên thạch đâu? Ui, ui, em mới vừa thấy một viên thiên thạch nó rơi xuống phải không mọi người? Ủa, chị đâu có thấy nhưng mà. Ủa, nhưng mà sao không có gì hết vậy? Ê, từ từ đây, từ đang lên, mình tên ù rồi đang. Là do ngẫu nhiên ra cái quả phèn thôi. Chị ơi, chị ơi, cái này
Ok. Hay là do chị Nghiệp đó chị, Nghiệp rồi đó. Bây giờ nè, chúng ta sẽ cùng nhau chọn quả tiên ti tiếp theo nè. Thì hồi nãy mình chọn quả màu đỏ rồi, mình sẽ bỏ nó qua một bên. Bây giờ mình sẽ chọn quả màu hồng nha bạn nha. Ok, quả màu hồng nè. Cảm ơn, chọn quả nào? Hồng mạnh mẽ. Đây, ok, quả này chắc chắn là to rồi. Còn Sam, Sam chọn quả nào? Cái quả địa cầu đó. À, rồi ok. Vậy bây giờ mấy bạn hãy thử đoán coi ba quả này quả nào nổ to hơn nha. Gì vậy? Cái quả màu hồng của Phong á, chị nghĩ là chắc có thành pháo hoa chắc chắn luôn chứ không có màu gì màu hồng đúng không? Ok. Màu hồng này là banh một phát là ra một đám hoa chị ơi, hoa hồng. Ok ok. Xem thường tôi đi, được rồi bây giờ tôi đốt quả tiên ti của tôi lên cho mấy người coi nè, tránh ra. Tôi đứng đây, tôi chú không ngoài là tôi xem có bị gì không, bị gì trơn này. Ok. Leo quả tiên ti. Rồi để xem có bị gì không nha. Mấy quả tiên ti nó bay lên trời, nó phân thân thành nhiều quả nè các bạn ơi. Wow. Ui. Tiên ti phân thân. Ui, nó phân thân ra nhiều hơn nữa nè. Wow. Nó phân thân tiên ti. Trời ơi, nó phân thân ra nhiều hơn nữa nè. Sao ơi? Ê, sai thật các bạn ơi. Trời quá trời tiên ti luôn. Oh my god, trời. Nó rơi xuống cục nào thì cục đó sẽ phân thân ra nè. Wow. Có khi nào nó phân thân đến mãi không? Em không biết nữa, nhưng mà nó nổ liên tục luôn nè. Wow. Rồi, ok bạn ơi, và sau khi nổ xong á thì mình có thể thấy được là nó cũng nổ nát hết nguyên cái ngôi làng của mình luôn bạn ơi. Nhưng mà nó không sâu xuống tận bên dưới thôi, nhưng mà nó vẫn nát hết nguyên ngôi làng luôn nha. Và chưa kể nè, mọi người xem nè, nó còn lan ra ngoài bên đây nữa nè. Đó, nó lan ra ngoài đây nữa nè bạn. Đó, nó lan ra khắp nơi luôn nè. Tiên ti mà ác nhơn dễ sợ chứ, nó phân thân mới ác chứ bạn ơi. Trời ơi, thấy cái tiên nó ác vậy luôn á. Ok rồi. Ê, tính ra không phải là Phong chọn mà là chị để lại cho em mới đúng không? Ai biểu chị không chọn? Ủa chị không trời chọn? Ơi, tính ra nè. Ơi nè, nói phải rõ ràng nha. Rõ ràng là Phong nói là Phong nhường con gái, Phong cho mấy bạn chọn trước. Mấy bạn không chọn đúng thì thôi, mấy bạn chịu chứ bạn nói gì tôi trời. Chị chơi la làng chứ chị. Trời ơi, tôi la làng, trời ơi trời. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với quả của Sammy nha bạn nha. Rồi, đến với quả TNT tiếp theo của chúng ta sẽ là một quả TNT có hình quả địa cầu các bạn ơi. Nhưng mà mình nhìn mình nhìn cái này á, mình thấy là trái đất nè, một hình tròn là trái đất nè, nhưng trái đất này lại có màu xanh dương. Có khi nào á nó nổ xong nó sẽ ra nước không ta, nó biến trái đất thành nước á mùi chứ nó không có nổ được tí nào đó. Em ơi, và nó chỉ biến xung quanh đây thôi chứ không xa đâu. Đúng không rồi. Đâu. Chắc chắn là thua rồi. Trời ơi. Mình không có nhìn xa trong rồng vết chơ xích ra coi để tôi okay. Đặt ra, tôi dùng cái đốt thần kỳ của tôi nè. Rồi đứng lại cháy nè, cháy đi. Ủa? 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 Biết băng. Ê, trời tối nè. Ủa? Ủa gì vậy? Từ. Trời tối xong trời sáng, trời tối xong xong trời sáng. Bình tĩnh thôi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Ủa sao nó gặt cỏ vậy? Ủa gì vậy? Phải nó gặt cỏ. Nó gặt từ, cỏ từ, từ, từ. Gì nữa nè. Ôi khoan, nó nổ. Ôi nó nổ. Ôi trên cái đầu con heo sắp đến nơi Loan rồi, hợp lý chưa? Không hợp lý, không hợp lý nha. Không hợp lý gì hết á. Cái này á là tôi bảo rằng là TNT phá làng chứ phải là TNT trang trí làng nha. Cái này là không có nổ. Trời ơi. Trời ơi. Không, nhưng mà nhìn thấy đẹp quá sao ơi. Bây giờ mình đi gọi là đi sắm đồ cho ra chị trang trí cho Giáng sinh luôn đi. Sắp đến Giáng sinh rồi, đi chơi đi. Không quay phòng nữa, đi. Nè, mấy người thua, mấy người tính trốn đúng không? Thua tính trốn đúng không? Hả? Nhục quá. Được rồi. Vậy thì quả tiên ti này của Sam coi như là không điểm rồi nha bạn nha. Không đạt chuẩn nè, tại vì nó không nổ được. Nó chỉ biến block này thành block khác thôi. Vậy mà nãy Sam tự tin lắm. Ok, vậy là mình vẫn thắng nha. Bây giờ tới lượt quả của Camui, xem coi quả Camui thế nào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả tiên ti của Camui. Thì mình thấy cái quả tiên ti của Camui là đầu tiên nha, là nó có màu đen nè. Thì mấy cái quả mà có màu đen nhìn rất là nguy hiểm luôn bạn ơi. Tiếp theo ở bên dưới của nó thì có một cái phần màu cam cam đỏ đỏ, thì mình nghĩ nó là lava. Tôi nghĩ rằng cái quả này nổ á thì nó sẽ biến ngôi làng thành lava chứ chẳng được cái gì hết. Không phải đâu. Mà đây nó đang thể hiện cho cái vụ nổ mà sức công phá rất là to lớn em hiểu không? Chứ mày vậy hả? Vậy hả? Rồi ok, vậy bây giờ chị đốt đi Sam. Bọn mình đứng kế bên là tôi xem thường quả này luôn rồi. Tôi đứng kế bên luôn. Ok, 3 2 1 nổ ra. Ok. Sao đây? Không phải vậy. Wow, cái quả này. Ôi. Ui! Thành công rồi, lũi lửa! Ui, núi lửa! Sammy là có một viên thiên thạch thôi, còn cái này là nó mấy trăm viên thiên thạch luôn, mấy ngàn viên thiên thạch luôn!
không? Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với kỷ nguyên núi lửa. Wow. Ôi. Wow. Thiên khách rơi quá trời luôn nè, trời ơi. Chào mừng các bạn đến với kỷ nguyên. Oh my god, làng Hero Team bay. Làng Hero Team biến thành làng La Ba rồi bạn ơi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đợi cho mấy quả này nó rơi xuống hết thì nó sẽ thành như thế nào nha. Ủa? Rồi hết rồi nè Phong ơi. Hết rồi nè, không cần nói xong hết luôn. Ủa? Là nó chỉ có... Ủa? Mà từ từ Mui ơi, nó cũng hút nhất nó cũng hôn sáng rồi. Hôn sáng nó xa hơn, nó nhiều hơn. Chấp nhận. Thì mình không biết chấm điểm như thế nào để cho mấy bạn fan chấm điểm coi cái quả này có đạt chỉ tiêu là phá hủy làng không nha. Chứ mình thấy là nó cũng chỉ rơi xuống lava thôi, nó chẳng có phá được miếng làng nữa bạn à. Cho nên là nhà chị làm gì còn cái gì đâu. Còn cái gì nè. Còn nè. Vẫn còn nè. Nguyên cây luôn thôi, chấp nhận. Thôi chị ơi, chấp nhận cho chị ơi. Sống ở cái nào đó ba này coi, sống thôi. Thôi thôi thôi, chấp nhận thôi, đừng cãi, đừng cãi em vui đó Phong ơi. Đừng cãi được. Okay. Rồi vậy các bạn chấm điểm cho Cao Mui được bao nhiêu điểm nha. Chứ mình thì mình từ chối pha này nha. Tại mình cũng không biết cho nhiêu điểm hết. Ok. Ok, đến với ba quả cuối cùng nào. Let's go. Trời ơi bạn ơi, lần trước Cao Mui thắng, nhưng lần này chắc chắn là Phong thắng rồi. Phong đến tận 2 quả nổ to. Lần Sam thì 1 quả. Còn Cao Mui từ nãy giờ chưa được quả nào hết trơn á. Không, em không công nhận, em không công nhận. Rồi ok. Em cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ba quả cuối cùng nha. Là quả có chữ A của Ca Mui nè đó, quả màu xanh lá cây của Phong, và cái quả này của Sammy nè. Quả này thì tôi nhìn có vẻ uy tín nè. Rồi ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đốt thử ba quả này nha. Thì chắc là tôi sẽ nhường cho Sam đốt trước đây. Trời ơi, cảm ơn Phong nha. Rồi xách ra đi mọi người. Tôi thắng chắc rồi, quả này thế nào là quả mạnh số 2 của tôi. Sam ơi, quả này sẽ là một cái viên thiên thạch rơi xuống, không có nhiều đâu em ạ. Ơi bà đẹp, dễ sợ nha. Cứ để xem, rồi ok. Nổ đi Sam. Em tặng quả này cho Mui. Sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Ủa có tiếng, có tiếng. Ui, cái tiếng gì kìa. Ủa mấy cái nhẫn là cái gì vậy? Ôi, khoan từ, nhìn lên trên trời thôi mọi người, nhìn phía trên trời có gì rơi xuống á. Ôi. Rơi xuống. Wow. Em Phong, tôi nghi ngờ quả tí này của người ngoài hành tinh đó Phong. Tôi nghe cái tiếng này ghê quá à. Ừ đúng rồi, đây đây không? Mình sẽ bay lên cao cho các bạn xem nè. Ồ, trời ơi. Ê mọi người, có ai muốn ăn súp bí đỏ không? Súp bí đỏ nè. Gì súp bí đỏ? Ờ, sao Mui nói em nhìn nó giống như là một cái tô súp bí đỏ. Ok. Mui ăn chắc xương vậy. Quả này của Sam á thì tôi phải công nhận là đẹp nha các bạn nha. Chứ tôi không có thể nào mà gọi là có lý do gì để có thể từ chối quả này được rồi. Mui sao Mui? À, thì nó đẹp. Ok, nó đẹp đúng Mui rồi. Ok. Rồi, vậy là coi như bây giờ mình với Sam đã hòa điểm nhau rồi. Mình 2 điểm và Sam 2 điểm nha. Nếu như quả của mình mạnh nữa thì mình sẽ đạt được 3 điểm. Còn Ca Mui từ nãy giờ chưa được điểm nào hết. Tội nghiệp Mui quá. Không, lava là phải giống như Sam này, thấy không? Một cái lava hố, lava to thế này nè. Chứ lava của chị là lava cùi bắp. Lava chị là tép riêu gì không? Để trời. Được rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả tiếp theo là quả của Ca Mui nha. Và là bà là cầu mong cho quả này của Ca Mui sẽ nổ to. Ok. Lên làm ơn, làm ơn. Tặng chị này nè. Đó, chúc chị may mắn, thấy dễ thương nha. Chúc chị may mắn. Ê chị ơi, em cũng có cái này tặng cho chị nè. Chúc chị may mắn. Xem coi. Lần sau. Trời ơi trời. Chịu luôn á bà ơi. Trời rồi, sao mà giỏi rồi, sao mà giỏi. Thôi Mui đừng giỏi,
đừng giỡn luôn. Mui ơi, từ nãy giờ á chị em mình đã làm phép rồi, cho nên là em chắc chắn quả này sẽ nổ to. Chị yên tâm đi, tôi bay xa xa ra cho chắc ăn. Tôi sợ quả này nổ to lắm, quả này nhiều khi nó nổ to lắm. Nhìn kìa, mình làm phép rồi mà. Ok, đúng đi Mui. 3, 2, 1. Nổ. Nhầm. Cái gì vậy chị? Ê, ủa, tôi bắt. Sao quả này nó chạy mưa vậy? Sao quả này nó chạy mưa vậy? Trời mưa, mưa thì làm sao nổ to được ta? Liệu nó có gì không đây? Hay là nó chỉ có trời mưa thôi ở đây? Tôi sợ. Ôi, lắc cái nè. Đâu? Cái gì con mực? Ủa, sao có con mực xuất hiện? Trời ơi, cái quả TNT này có ca mui á, nó nổ á, nó chỉ làm cho trời mưa với lại là nước thôi, chẳng được cái gì hết trơn. Tại tôi nghĩ là do cái nghiệp của bạn nặng quá rồi không? Bây giờ bạn phải trả hay không? Ê, bà dễ sổ quá rồi. Trận trước các bạn, trong tập trước á thì ca mui đã thắng, nhưng mà trong tập này xin lỗi, ca mui hơi đen. Ok, rồi vậy bây giờ thôi chị ơi. Mọi người thấy không? Chị khóc mà chị khóc mà ra cả làm sống cái nè. Ok. Bây giờ sẽ đến với quả tiên ti cuối cùng là quả của Phong, để coi coi nó như thế nào nha bạn nha. Let's go. Right. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả tiên ti cuối cùng là quả màu xanh. Ok. Ê Phong, tôi nói không nghe nè. Bây giờ quả này nó mà nổ banh xác nha, mà mua xối hằng suốt cuộc đời với bà thì bà không chọn màu này. Đúng rồi, màu xanh là của mui mà mui không chọn nè. Trời ơi. Bây giờ nè, chị bảo em nè, chúng ta cùng màu xanh thì em ở bên phe chị đúng không? Em hãy xịt nha, đừng nổ to nha. Bây giờ nè mui. Bởi vì em thấy á, từ nãy giờ chị chưa được điểm nào, cho nên em thấy chị đáng thương quá. Chính vì vậy cho nên em sẽ cho chị một cơ hội. Chị chịu không? Cơ hội gì? Cơ hội như thế này. Hiện tại á, em với lại Sam á là hai người đều được 2 điểm rồi. Coi như là bọn em cũng đã bằng nhau rồi, bọn em cũng thắng rồi. Bây giờ chị chưa được điểm nào hết. Nếu như quả này nổ to thì chị sẽ được 1 điểm danh dự, đúng không? Đúng rồi. Ít nhất phải có 1 điểm danh dự, đúng không? Vậy bây giờ ok, vậy thì bây giờ coi như là mình đốt 2 quả nha các bạn nha. Mình là con trai mà, mình nhường ca mui quả này luôn, mình không đốt luôn. Rồi ok, nhường ca mui, coi như quả này của mui luôn á, cho mui 4 quả luôn. Rồi đốt cái mui. Chị bảo em nè, em lại hay nổ to nha, em đừng xịt nha em. Rồi ok. 3, 2, 1, nổ đi. Ủa sao còn nữa đây? Mình nổ sạch dữ vậy? Em phải nổ to. Nổ to hay không đây? Có nổ to hay không đây? To. Tôi thấy không có chuyện gì xảy ra gì mọi người. Ở đâu vậy? Ê Phong ơi, sao tôi thấy mọi hình lá vậy? Sao tôi thấy mọi nơi bị hình lá vậy? Xịt mà đúng không? Ai nổ xịt nhiều nhất người đấy thắng mà. Ở đâu ra? Rõ ràng đầu video bảo rằng là cuộc thi nổ to nhất nha, TNT mạnh nhất nha, chứ không phải là nổ là yếu nhất nha. Ok. Không thấy không? Do bà mui là lương lèo như vậy để bằng dịp vậy đó, không thấy không? Để cuối cùng bà cũng cố gắng nói làm sao cho mình thắng nó biết gì. Chị ok bạn ơi, vậy là coi như tập này mình và Sammy mỗi người đã đạt được 2 điểm và ca mui là 0 điểm nha. Vậy là ua chị về xưng nợ dừng sống đây, tập đi bạn ơi. Trời ok ơi. Bye chị, tạm biệt chị. Ok, vậy là trong tập trước á, thì ca mui là người duy nhất chiến thắng, còn trong tập này thì Phong với Sam đã giành chiến thắng. Trời ơi, cặp đôi giành chiến thắng đó, chỉ có người cô đơn là thất bại thôi. Thôi mấy bạn đừng quên qua kênh mà mui like nha. Ở đây ủa ăn ủi bãi đâu mà không mấy bạn ơi. Bây giờ bà này bà về rừng bà sống rồi mấy bạn, tội quá. Mui đang nhìn về phía mình kìa. Sao tham ơi, chị bà nhìn chị nè. Rồi ơi, ao game. Tôi ao game rồi, tôi ngu thì tôi ở trong phòng cho mấy người gọi là giết tôi đúng không? Ok bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Và mấy bạn thấy TNT của ai mạnh hơn hãy comment xuống bên dưới nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.